Quý vị đang theo dõi bản tin trước ống kính, bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện. Cập nhật về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh sẽ là nội dung mở đầu bản tin hôm nay, thứ tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018. Thưa quý vị, ma túy, tội phạm ma túy là vấn đề nhức nhối của xã hội. Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tăng cường đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ loại tội phạm này. Nhưng vì lợi nhuận khủng, một số đối tượng vẫn bất chấp pháp luật. Đáng lưu ý là đối tượng phạm tội mua bán ma túy ngày càng trẻ hóa. Tại huyện Xuyên Mộc, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng mới 18 tuổi Đoàn Văn Trung, trú tại ấp Bình Trung, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc về hành vi mua bán ma túy. Lực lượng công an xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc vừa phối hợp với đồn biên phòng Bình Châu bắt quả tang Trần Túy, 17 tuổi, đang tàn trữ một gói ma túy. Qua khai thác, Túy khai đã góp tiền cùng Trần Khương Phúc, 18 tuổi, trú tại xã Bình Châu, mua của Đoàn Văn Trung gói ma túy này với giá 200.000 đồng để sử dụng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Đoàn Văn Trung, còn Túy và Phúc đang được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Lại xảy ra trộm cắp tài sản hôm nay. Lợi dụng người dân sơ hở, đối tượng Nguyễn Văn Hảo đã lấy trộm xe máy và đã bị cơ quan công an huyện Xuyên Mộc phát hiện xử lý kịp thời. Cách đây một tuần vào ngày 2 tháng 10, Nguyễn Văn Hảo, 19 tuổi, trú tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, đến tiệm internet ở thị trấn Phước Bửu chơi thì phát hiện anh Nguyễn Thanh Sơn, trú tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, ngủ gục trên bàn máy vi tính và chìa khóa xe máy để ngay bên cạnh. Hảo lập tức lấy trộm xe máy của anh Sơn mang đi cất giấu. Hành vi của Hảo đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ và lập hồ sơ khởi tố. Hiện nay, cơ quan công an đã thu hồi chiếc xe máy trao trả cho bị hại. Thêm một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ô tô vừa xảy ra vào khuya ngày 9 tháng 10 tại thành phố Vũng Tàu. Công an thành phố đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Khoảng 23 giờ 45 phút khuya 9 tháng 10, xe ô tô do Vũ Đoan Hùng, trú tại thành phố Vũng Tàu điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi theo hướng đi từ bãi trước về đường Nguyễn Thái Học. Khi đến giao lộ Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Trỗi thì xảy ra tai nạn với xe khách Huy Hoàng do lái xe Phạm Văn Chánh, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa điều khiển, lưu thông trên đường Lê Hồng Phong theo hướng từ ngã năm về đường Lê Lợi. Cú va chạm mạnh làm xe ô tô 72M6929 lật nghiêng trên mặt đường. Xe khách Huy Hoàng dạt lên lề đường và hút đổ trụ đèn chiếu sáng. Xe Huy Hoàng có một khách bị thương nhẹ. Tiếp tục thông tin về tình trạng bữa ăn quá nghèo nàn và cơm nghi nấu bằng gạo mốc tại trường mầm non công lập Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. Sự việc được phát hiện vào trưa hôm qua, đến hôm nay nhiều phụ huynh đã cho con mình nghỉ học. Chiều nay, ông Nguyễn Văn Thấm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã có buổi làm việc với các giáo viên và phụ huynh. Trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, đại diện phụ huynh học sinh trường mầm non Phú Mỹ cho biết, sau khi nghe con em mình về nhà kể chuyện cơm rất khó ăn, còn thịt có mùi, thì ngày hôm sau phụ huynh đã vào trường để kiểm tra và phát hiện ra cơm có lấm chấm xanh, món mặn chỉ có đầu với đuôi cá. Phía nhà trường thì cho rằng trường đã yêu cầu đơn vị cung cấp đổi gạo cách đây mấy ngày. Tuy nhiên chưa đổi thì xảy ra sự việc như trên. Còn chuyện món mặn chỉ có đầu và đuôi cá, nhà trường phủ nhận. Các phụ huynh không đồng ý giải trình này vì cho rằng trước đó giáo viên đã báo với lãnh đạo nhà trường về vấn đề chất lượng gạo, nhưng lãnh đạo nhà trường không đổi. Còn về chất lượng dinh dưỡng và bữa ăn cho trẻ thì không chỉ lần này mà thời gian trước trường cũng không đảm bảo. Sau khi nghe các bên trình bày, ông Nguyễn Văn Thấm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan và phụ huynh học sinh giám sát chặt chẽ vấn đề an toàn thực phẩm, việc cung cấp lương thực và nấu ăn tại trường mầm non Phú Mỹ bắt đầu từ ngày mai. Thưa quý vị, những năm gần đây, tội phạm công nghệ cao có chiều hướng gia tăng. Chúng sử dụng các thiết bị điện tử để đánh cắp thông tin từ thẻ của khách hàng, rồi thực hiện những giao dịch bất chính. Theo điều tra của cơ quan công an, từ khoảng 23 giờ đến 5 giờ sáng là thời điểm vàng để bọn tội phạm ăn cắp thông tin thẻ ATM, bởi đó là thời gian mà chủ tài khoản không kịp trở tay. Thời gian qua, nhiều người có tiền trong tài khoản bị bốc hơi chỉ sau một đêm. Tấn công vào tài khoản ngân hàng thường được các đối tượng tội phạm chọn thời điểm lúc nửa đêm đến rạng sáng. Nguyên nhân thứ nhất là do chủ thẻ có thể đang ngủ say, ít để ý đến tin báo trong điện thoại lúc nửa đêm nên không kịp thời khóa thẻ. Nguyên nhân thứ hai là vì thời điểm chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới cũng là hạn mức rút tiền trong ngân hàng thay đổi. Ví dụ quy định hạn mức rút tiền mặt qua ATM của thẻ trong một ngày là 20 triệu đồng, thì tội phạm sẽ thực hiện hai lần rút tiền trước và sau thời điểm 0 giờ để có thể rút được 40 triệu đồng của nạn nhân. Đối tượng hiện nay thì họ rất là thông minh theo những cái công nghệ hiện đại thì hầu như những cái đối tượng trộm cắp thì họ thường thường đi trước những cái công nghệ của mình để họ tìm ra những cái mánh khóe. Họ đã cố tình
sao chụp lại thẻ và sử dụng cái thông tin đó. Theo khuyến cáo của các ngân hàng, khi nhận thấy bất kỳ giao dịch bất thường nào trên tài khoản, chủ thẻ cần gọi điện ngay cho số hotline ngân hàng in trên thẻ hoặc đến phòng giao dịch gần nhất nhờ hỗ trợ báo khóa thẻ khẩn cấp. Ngoài việc báo tổng đài để khóa thẻ, thì một số ngân hàng còn cho phép người dùng khóa thẻ thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử. Trong cái trường hợp mà khách hàng bị biến động cái tài khoản trong số tiền, số dư hay là những cái giao dịch trong tài khoản của mình vào những cái lúc mà trong ban đêm, thì khách hàng có thể là gọi VCC để khóa, trước mắt là khóa cái thẻ không cho giao dịch nữa, là mình khóa trực tiếp trên Internet Banking hoặc là Mobile Banking. Cơ quan công an cho biết, một trong những thủ đoạn bọn tội phạm công nghệ cao thường sử dụng là cài những thiết bị ghi lại thông tin của thẻ ATM hay còn gọi là skimmer, có khe đọc thẻ của máy ATM. Khi ai sử dụng thẻ ATM giao dịch trên máy đó sẽ bị sao chép toàn bộ thông tin của thẻ. Chính vì vậy, mọi người cần cảnh giác khi thực hiện giao dịch tại bất kỳ máy ATM nào. Điều cơ bản trong giao dịch ngân hàng mà tất cả các chủ tài khoản nên nằm lòng là khi phát hiện nơi giao dịch có dấu hiệu bất thường thì phải dừng ngay việc giao dịch. Tuyệt đối không được cung cấp thông tin thẻ cho người khác, thậm chí là người trong gia đình, vì chính người thân của mình cũng có thể bị kẻ gian lợi dụng để đánh cắp thông tin. Trong trường hợp nghi ngờ bị mất tiền thì lập tức đến chi nhánh ngân hàng để tra soát thông tin và báo cho cơ quan công an điều tra. Đến đây, bản tin Trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện xin tạm dừng. Rất mong quý vị sẽ đồng hành cùng chúng tôi vào lúc 18 giờ mỗi ngày trên sóng truyền hình BRT. Quý vị có thể xem lại bản tin trên website brt.vn, trên fanpage Thời sự BRT, YouTube Thời sự BRT. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử Trước ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.